Người thanh niên một trăm lẹp một tuổi Xin hỏi bà Bà sinh ra vào năm nào? Một nghìn chín trăm Một nghìn chín trăm Bây giờ là công nguyên hai kinh, Nên người khoa là một trăm lẹp một tuổi Xin hỏi bà họ gì? Họ hứa Với bà buổi sáng Bà bây giờ ngủ dậy Không biết được Có lúc thì bốn giờ Đại khái là bốn giờ Khi thức dậy thì sẽ ngồi tính toán. Khi tiếng tọa xong rồi thì tập vận động yoga. Sau đó thì ra bên ngoài đi bộ, luyện sức chân, đi tới đi lui, đi xong rồi thì quay về mới uống một chút sữa bò là đủ. Vậy bà buổi trưa, buổi trưa ăn gì? Buổi trưa có những lúc ăn sau, chính là sau trái cây, táo không cần nấu, loại này không cần phải nấu, bởi vì khi nấu mất đi rất nhiều sinh sữa của nó, Tại vì sao bà không ăn ba bữa, ăn rất nhiều, rất nhiều. Tại sao bà không ăn? Mỗi một người không cần phải ăn nhiều như vậy bởi vì quen rồi. Người ta quen ăn ba bữa, bốn bữa, năm bữa. Kỳ thật rất lãng phí thời gian. Đồng thời ta phải đi mua thức ăn, ta phải nấu, ta phải sửa, ta phải sửa chén. Vậy rất nhiều. Thời gian còn lại có thể xem sách, làm những việc có ích cho người, không cần làm phí thời gian nhiều đến như vậy, không cần thiết. Vậy buổi tối có ăn không? Cơm tối ăn những gì? Cơm tối có những lúc cần thiết thì uống một ít sữa chua, có những lúc không cần thiết thì không cần phải uống. Vậy xin hỏi bà, những y phục này của bà là tự mình may hay là mua? Đây là lấy ra từ sỏ rác mà có. Bởi vì tôi từ trước đến giờ chưa từng lãng phí một phần tiền để mua đồ. Vì những người mà tôi chăm sóc rất nghèo, tôi nhất định phải sống y như họ, nghèo như họ. Nếu đồ này là người ta không cần nữa cho tôi, vứt đi rồi tôi lượm về. Vậy hiện nay, mỗi ngày bà còn đang xem sách không? Bây giờ bà xem sách gì? Bây giờ tôi xem sách sư phụ viết. Tên gọi chính là Nhận thức Phật giáo. Vậy bà xem nhiều sách như vậy. Vậy sau khi xem rồi, tư tưởng của bà đối với những sách này, bà có lưu giữ lại hay không? Hay là thế nào? Sợ như rất nhiều, rất nhiều sách bà đã, đã xem qua bà cho rằng lời sách hay thì bà thế nào, còn những thứ không hay thì bà thế nào? Hiện tại tôi xem sách Phật, cái tâm này của tôi chính là muốn học Phật nhiều một chút, bởi vì giáo huấn của Phật giáo rất tốt, tôi cảm thấy rất tốt, tôi phải học Phật giáo nhiều hơn. Bản thân bà mỗi ngày bà ngồi thiền, bà ngồi kiết già hay bán già hay là thế nào kiết già? Bà có thể ngồi cho mọi người xem không xương cốt của người 101 tuổi chứ ở nơi đây hả? Có thể nhìn thấy được ở đây nhìn thấy được không? ta xem bà ngồi xuống có giống một lão thiền hay không. Cho nên bản thân chính là phải kiểm tra mỗi ngày, phải kiểm tra chính mình. Đang sám, cho nên bản thân chúng ta, tôi thấy có những người thanh niên hai chân không thể xếp lên. Hơn nữa vừa xếp mấy giờ đồng hồ. Thuật su xà của chính mình lại rất là cao mình. Đang dạy người ta, ta xem tư thái của bà ngồi có đủ thẳng không? Tốt, cảm ơn xin hỏi bà mặc như vậy đến nơi đây có bị lạnh không có biết lạnh không không biết lạnh tôi không biết nóng nực cũng không biết lạnh không hiểu cho nên ta xem tâm không có tạp niệm cũng không biết lạnh không biết nóng cũng không biết đói chỉ là suốt ngày suốt ngày trong đầu của bà tưởng là tưởng những gì tưởng a di đà phật cho nên ta xem bà không nghĩ làm việc gì cho chính mình hay sao từ khi bà ra đời cho đến bây giờ, là cái gì tương đối là cho mình hay là làm vì người khác? Mỗi ngày bà nghĩ cái gì? Tôi chính mình không cần thiết. Tôi tin tưởng ông trời sẽ chăm sóc tôi. Không cần thiết tôi phải chăm sóc chính mình. Tôi chỉ là chăm sóc người khác. Bà từ khi ra đời đã ăn chay, phải không? Ăn chay, tôi không thể ăn thứ khác. Bởi vì giả như tôi ăn một chút xíu cá hay là cái gì thì trên thân nổi đỏ. Không thể ăn thứ khác. Chỉ là ăn rau, ăn khoai, ở trong ý nghĩ của bà cái gì gọi là tôn giáo không có tôn giáo tôn giáo chính là yêu cười mọi người là khuyên đệ tỉ muội cái này chính là tôn giáo của tôi không có thứ khác một trăm một tuổi tự mình không cần mang kính không cần cánh máy nghe mắt khục mờ tai không lãng suốt ngày xem sách buổi tối xem đến có lúc xem đến mấy giờ vậy trễ nhất hai giờ ba giờ nếu như xem hay thì quên cả đi ngủ Cho nên đã đạt đến cảnh giới quên ta này nên sư phụ nói tâm phải thanh tịnh. Bởi vì hiện tại hôm nay là chúng ta mời lão nữ tu đến đây cũng muốn cho các vị biết tâm của bà là thanh tịnh như vậy. Suốt ngày trong đầu bà chỉ vì chúng sanh, vì người khác mà phục vụ tuyệt đối không có một chữ ta. Chính bà có một người chị, một người em gái, một người em trai. Em trai là một thần phụ, chị là hiệu trưởng, họ đều đã vãng sanh. Bà vẫn còn, bà còn suốt ngày vẫn đang nghĩ làm cái gì. Hiện tại bà đã có hơn 10 viện dưỡng lão. Hiện tại bà còn có một nguyện vọng, có phải mong muốn là một viện dưỡng lão không? Bây giờ tôi mong muốn là một viện dưỡng lão, không phải là một cơ quan của gia đình. Phải sống như là gia đình của chính mình. Người già đi đến nơi đó, chúng ta chăm sóc họ, giống như là mẹ của chính chúng ta vậy, như mẫu thân, phụ thân của chính mình. Thái độ phải như vậy chúng tôi còn hy vọng có một nơi rất lớn. Giả như những quốc gia này có bạn bè ở nước ngoài ở liên bang đến, chúng tôi còn hy vọng có một nơi họ có thể mời bạn bè họ qua đêm. Cho nên, viện dưỡng lão của bà muốn không phải hiện tại giam lấy người già, cũng giống như viện dưỡng lão thôn Si Đà của chúng ta. Mỗi một người đến đây tu hành giống như là anh em tỉ muội của chính mình. Ở nước ngoài đến cũng có thể nghỉ qua đêm chỉ là hình thức gia đình như người nhà của chính mình. Bà nói trước giờ chưa khởi tức giận. Nếu như khởi tức giận phải bao nhiêu ngày mới có thể bình lặng lại? Ba ngày. Nếu như khởi tức giận một lần, ba ngày mới bình lặng trở lại. Vậy thì rất lãng phí thời gian, rất lãng phí đầu óc. Vậy tại sao bà không khởi tức giận? Khởi tức giận đối với bà, đối với người khác có gì không tốt? Khởi tức giận tổn hại chính mình, đã tổn hại người tức giận tổn hại ta nếu như bạn đem nói với một người thứ ba, con người này rất xấu. Vậy người thứ ba cũng sẽ bị ảnh hưởng cái điều không tốt này của bạn. Sau đó, tức giận, hại chính mình. Hại người khác, hại rất nhiều người. Vậy không nên lãng phí thời gian, lãng phí tinh thần, không nên. Cho nên, người muốn khởi tức giận, chúng ta phải kiểm tìm. Không nên phải tức giận. Ta không tốt, họ không tốt. Người thứ ba nhìn thấy hoặc nghe thấy cũng sẽ ảnh hưởng đến người thứ ba. Cho nên vì chính mình không nên khởi tức giận, khởi tức giận thì ba ngày mới có thể bình lặng. Cho nên bà trước sở không khề. Theo Singapore có một viện dưỡng lão nam, viện dưỡng lão đại bi, viện dưỡng lão hiệp hội phúc lợi đó của diễn bối đại sư, đều do lão nữ tu giúp họ tổ chức mặt thành. Ở bên đó làm công quà, một hào bột ly cũng không lấy. 50 năm trước bà đã rộng ban ân huệ khi dọc băng ân huệ đó lúc đó trên sườn người bệnh khoét một cái lỗ đặt một cái thau một ngày đổ đại tiện một lần bà đến giúp đỡ họ họ muốn cho bà tiền thương bà không lấy tôi không lấy tiền của người bệnh tôi lấy rồi tôi sẽ bị phiền phức bà là một con người như vậy cho nên các vị xem tiền ở bà không quan trọng cho nên họ nói bởi bà làm việc tiện tại sao người ta đưa tiền cho bà người ta đưa tiền cho bà bà đem đi làm gì người ta đưa tiền tôi bởi vì họ thấy hết tiền của tôi không phải tôi tự mình cất giữ lại. Họ đưa tiền tôi, tôi lập tức đem cho người rất nghèo, rất nghèo. Họ biết được công việc của tôi nên họ rất tin tưởng ở tôi. Nên họ thường thường đưa tiền tôi, tôi lập tức đem cho người nghèo. Tôi tự mình không cần thiết.